cao quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thay ông nội chưa bị bắt hả? Sao ông đây? Trời ơi, tôi kêu làm đàn ông tự nhiên đi làm giống như là quy lão thừa tướng đúng không vậy? Không, trời ơi, đeo nhẫn bự dữ vậy mà hé sai nha, bộ mắt sai. Chị thằng Nga tặng cho ông nội ngồi đó luôn. Với quý vị, và đêm nay với chủ đề đẳng cấp quý ông, những cái đẹp của Lô Tô Hương Nam bóp đèn là cái gì, bữa nay là đẹp trai đó, bữa nay là quá trời đàn ông phục vụ cho tất cả quý vị luôn, và hứa hẹn sẽ mang tới quý vị những tiết mục vô cùng đặc sắc phía sau chương trình này quý vị nha. Và cái bây giờ với mọi là vé chỉ trong loại này đó là 20.000 đồng, với giá trị giải thưởng đó là một phong bao lì xì 1.000.000 đồng dành tặng cho tất cả quý vị. Và cái bây giờ cô chú tự nhiên bước ra đọc kinh, bạn có bị khùng không? Tự nhiên bước ra đọc kinh rồi hai nhóm gái đẹp đâu vậy? Mấy em đó rồi. Trời ơi, trong đoàn bữa nay có hai đứa con gái quý vị, Ngọc Trinh, Ngọc My. Trời ơi, con này đi chát lúa mướn hay gì vậy? Không, con này giống đi làm hồ vậy. Ê, chỗ con nách đi tiên nha. Thầy không đợi, đây là Diễm My nè. Có, vô đen với thầy. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ rất mong quý vị sống hồ trên những chấp đoàn này quý vị nha. Rồi, trời ơi, Nguyễn Trung bữa nay ha, lần đầu tiên trong đời quý vị. Chưa, lại đây Trung. Cái tướng con này nó sát phu nè, cái mặt con này nó hả cao vậy. Sao vậy thầy? Ai mà lấy nó về là chết sớm lắm. Nó thiệt, bây giờ nó chỉ có nước là chơi môi với mày thôi. Mày cứ bây giờ mày cứ chơi với tao đi. Rồi, và bây giờ tôi nói gì? Tụi mày nấu bò hả? Xin mời chị, chúng ta bắt đầu. Hey!
Quyên dạy cú Diễm My, giúp Quyên dạy cú, dạy cú Diễm My nghe tiếng Quyên. Con mười Quyên, con số mười, con mười Quyên, con số mười nghe lời thầy dạy cú Diễm My nghe tiếng Quyên, giúp Quyên. Con số mười, con số mười, con số mười, con số mười, dạy số mười, con số mười, con số mười, số gì đây con, mấy gì đây được chưa anh, mấy gì đây mấy gì đây, mấy gì đây con, mấy gì đây con. Em thấy anh thì mẹ cái tiếng như vậy để em không nói bình thường chị như vậy thì em không thể là chị vậy. Ủa, alo alo đây hả? Chị hả? Chị Tâm hả? Trời ơi. Mấy chị đây con, 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 mấy chị đây con,